Ở đây để linh hoạt hơn thì các bạn có thể thay vì đặt 20 MA, 40 MA, 50 MA có thể các bạn có thể đặt là MA1, MA2, MA3, MA4 để khi các bạn thay đổi những cái giá trị cho D1, D2, D3, D4 ở đây á thì cái cái cái, cái những cái Rồi, xin chào các bạn, trong phần này chúng ta sẽ tiếp tục tiếp tục với phần visualization ở phần trước thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta thực hiện một số cái plot cơ bản ví dụ như là đặc biệt là subplot trong phần này thì mình sẽ hướng dẫn cho chúng ta về interactive plot thì cái interactive plot nó khác cái gì nó khác là khi chúng ta thực hiện việc interactive plot thì nó sẽ cho phép chúng ta tùy chỉnh trên cái biểu đồ đó ở những cái biểu đồ như thế này khi các bạn plot ra thì các bạn sẽ không thấy có cái chỗ nào để chúng ta tùy chỉnh ví dụ như là chúng ta chọn cái khung thời gian mà chúng ta muốn chẳng hạn như vậy thì nó sẽ không phép không cho phép chúng ta làm trên những dạng biểu đồ như thế này. Còn đối với interactive plot thì chúng ta sẽ tùy chỉnh rất là nhiều cái hay ho trong cái phần này. Và mình nghĩ là đây là những cái mà các bạn à, sẽ rất là thú vị khi mà chúng ta thực hiện cái visualization. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ import một số các thư viện ví dụ như là pandas, rồi để thực hiện việc uh, plot biểu đồ thì chúng ta cần phải có matplotlib.pyplot plot và mình đặt tên nó là plt. Rồi cái ipywidgets này á là để thực hiện cái việc interactive plot thì các bạn cần phải có cái thư viện này và các bạn import nó vào và đặt tên nó là widgets ngoài ra thì chúng ta sẽ import thêm cái thương kích uh, mà mình đã nói cái thương kích này thì chứa bao gồm cái gì những cái function mà chúng ta đã viết ví dụ như là function read data để thực hiện việc đọc và xử lý dữ liệu thứ hai là moving average là để tính đường trung bình thì mình sẽ lưu trong cái thương kích này và mình viết tắt là tca và thêm hai cái đoạn code ở đây để mỗi khi chúng ta cập nhật cái đoạn cốt nào trong cái thương kit này thì nó sẽ tự động cập nhật và uh, tự động nó sẽ cập nhật cho chúng ta luôn. Rồi um, ở phần trước thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta plot cái moving average ở đây đúng không ạ? Mình viết một cái function có tên là moving average và mình đã plot plot nó ra cái biểu đồ như thế này. Tuy nhiên, tuy nhiên khi mà các bạn plot biểu đồ giả sử từ 2016 đến 2021 thì số liệu nó khá là nhỏ những cái đường này nó khá là sát với nhau giả sử như chúng ta chỉ muốn nhìn cái khung thời gian giả sử từ 2018 đến 2021 hoặc là từ 2020 đến 2021 thì làm sao để chúng ta có thể tùy chỉnh nó ngay trên biểu đồ mà không cần phải viết lại cái đoạn cốt thì trong ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thực hiện điều đó đây là một phần khá là thú vị à, và mình nghĩ rằng là khi mà visualization thì các bạn nên nên áp dụng cái này nó sẽ rất là hay đó các bạn ok bây giờ mình sẽ viết cái function uh, có tên là show moving average mình đặt tên ngẫu nhiên thôi show moving average tức là để thể hiện cái đường chúng mình thôi rồi uh, trong phần này cái show moving average này nó sẽ không khác gì cả về cơ bản là toàn bộ những cái mà các bạn đã viết khi mà các bạn tính cái phần moving average đây là toàn bộ cái đoạn code của cái function có tên là moving average mà mình đã define ở trên này. Các bạn kiểm tra các bạn sẽ thấy nó to một y chang mình sẽ copy lại từ cái phần data này đến cái phần này. Đó, mình sẽ copy lại to bộ những cái này. Mình đưa vào trong cái phần show moving average ở đây. Rồi, cái khác biệt ở đây là gì? Cái khác biệt ở đây là mình sẽ thêm một cái là plot. Sau khi mình đã có những cái dữ liệu là của đường 20, 40, 50 và 100 ở đây thì mình sẽ thực hiện thêm cái là gì? plot cái biểu đồ đó thôi ở đây mình sẽ plot là gì cái giá, cái đóng cửa của cái dữ liệu đó và mình sẽ chọn từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc ngày bắt đầu ngày kết thúc là mình sẽ khai báo ở trên đây các bạn khi mình đặt tên cái show moving average ở đây mình sẽ khai báo những cái biến mà mình sẽ dùng trong cái phần này đó là start day end day cái start day end day này mình có thể đặt bất kỳ một cái tên nào à, các bạn có thể đặt start không được end không được không sao rồi D1, D2, D3, D4 là những cái mà các bạn đã khai báo trên cái Moving Average ở đây là những cái đường trung bình tương ứng với 20, 40, 50, 100 ở đây. Ở đây để linh hoạt hơn thì các bạn có thể thay vì đặt 20 MA, 40 MA, 50 MA, các bạn có thể đặt lại MA1, MA2, MA3, MA4 để khi các bạn thay đổi những cái giá trị cho D1, D2, D3, D4 ở đây á thì cái, 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 những cái cột này cái tên nó sẽ sẽ không bị uh, giới hạn ở uh, chỉ là 20 40 50 phần trăm Ok những cái này thì mình sẽ nói chi tiết trong cái phần về technical analysis ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta thực hiện cái interactive plot thôi rồi tương tự như vậy mình sẽ plot cho cái đường 20 ma đường 40 ma cũng chọn ngày bắt đầu này kết thúc cái phần này là cái khi này các bạn phần này là cái quan trọng này đó start day end day này nó sẽ cho phép chúng ta tùy chỉnh cái khung thời gian mà các bạn muốn thể hiện trên biểu đồ. Rồi sau đó cuối cùng là gì? plt. Legend để thể hiện ra cái cái legend mà thôi. Ở đây các bạn sẽ không thực hiện cái gọi là return ở đây ha. Cái khác biệt ở đây là các bạn sẽ không có return. Chúng ta không trả về cái giá trị gì cả mà chúng ta chỉ có plot cái biểu đồ nó thôi. Chúng ta plot những cái này lên thôi, chứ không phải trả về cái giá trị. Cho nên các bạn không cần phải thực hiện cái, cái gọi là return uh, dữ liệu gì cả ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ chạy cái đoạn code show moving average này những cái này có thể lúc đầu nó tương đối là khó hiểu tuy nhiên các bạn cứ thực hành đi thực hành đi thực hành lại tự viết cái đoạn code nhìn vào những cái mình hướng dẫn đây tự viết đi viết lại thay toàn thay những cái dữ liệu mà các bạn à, đang đặt phân tích đang quan tâm thay vì cổ phiếu abc các bạn có thể xyz bất kỳ một cái dữ liệu nào khác các bạn sẽ làm đi làm lại nhiều lần à, thì các bạn sẽ tự nhận ra cái vấn đề của nó à, trong quá trình thực hiện như vậy nếu có gì trục trặc khó khăn thì các bạn cứ đặt câu hỏi cho mình và mình sẽ giải đáp cách mà mình học là như vậy lúc đầu mình học những cái này thì mình cảm thấy nó rất là rối mình chẳng hiểu gì cả tuy nhiên mình cứ thực hành đi thực hành lại thì chính thì thực hành đó sẽ giúp giúp cho chúng ta hiểu được vấn đề và từ đó khám phá ra nhiều cái hơn những cái này là mình cái mình mình tự khám phá ra các bạn những cái này là những cái mình mình quá trình mình học và mình tự khám phá ra chứ cũng chẳng ai chỉ cho mình cái phần này cả ok thì đó là một cách để mình mình nghĩ thì mình sẽ giúp cho các bạn truyền cái động lực cho các bạn trong quá trình các bạn học cách chúng ta À, cần phải khi các bạn học cốt đó các bạn cần phải viết tự viết cốt các bạn nhìn vào những cái mình hướng dẫn nó cũng được nhưng mà các bạn phải tự viết lại chứ bạn đừng có đừng có nhìn đừng có nghe mà nói không các bạn phải thực hiện việc viết lại những cái đoạn cốt này thì các bạn sẽ nhận ra được những cái giống vấn đề trong quá trình chúng ta viết cốt đó ok rồi mình sẽ chạy cái đoạn cốt này bây giờ uh, bây giờ mình sẽ thực hiện cái đoạn cốt đó trên cái cổ phiếu là vietcombank tại sao ở đây mình phải ghi là ticker bằng vcb bởi vì trong cái function TCA thương kích của mình á Trong cái function TCA thương kích này các bạn Ở đây mình read data là read data của ticker Tức là mình đặt tên chung chung là ticker Và ở đây mình áp dụng cụ thể cho cái ticker đây là cái dữ liệu của cổ phiếu Vietcombank Thì mình phải khai báo cái ticker này Các bạn ghi lại chính xác là ticker bằng Vietcombank.csv Tức là cái file csv của cổ phiếu Vietcombank các bạn có thể thay thế bằng bất kỳ một cổ phiếu nào khác các bạn download về các bạn upload lên trên Jupiter Notebook uh, uh, rồi các bạn ghi lại ví dụ là ACB là BID hoặc là HBG vân vân bất kỳ cổ phiếu nào các bạn quan tăng rồi cái phần quan trọng để khi chúng ta thực hiện cái interactive plot đó là gì các bạn cần có cái đoạn code này đó là widgets interact widgets interact widgets là cái mà các bạn đã import ở đây còn cái chấm interact là để nó thực hiện việc interactive plot cho chúng ta. Và trong phần này các bạn, các bạn cần phải khai báo cái gì? Khai báo interact cho cái gì? Interact cho cái function là moving average. Các bạn cần phải ghi đây là show moving average. Ghi lại tên của cái function ở đây các bạn. Moving average. Show moving average. Và các bạn chọn cái ngày bắt đầu ở đây. Là giả sử từ 2016 tháng 1 ngày 5. Ngày kết thúc là 2021 tháng 5 ngày 5 và cái đường trung bình thứ nhất là 20, thứ hai là 40, đường trung bình thứ ba 50 và 100. Rồi. Mình shift enter. À which is not defined bởi vì mình chưa chạy cái đồng code được phía trên này các bạn. Rồi, các bạn thấy là khi mình khai báo như vậy thì nó sẽ ra một cái dạng biểu đồ như thế này. Ở trên đây các bạn có thể tùy chọn. Ở đây mình có thể tùy chọn cái ngày tháng. Giả sử thay vì bắt đầu từ 2016 các bạn có thể chọn từ 2018. Các bạn thấy không? Biểu đồ nốc này nó thể hiện từ 2018 trở đi. Các bạn muốn thì từ 2020 Chọn 2020 đó Và Các bạn muốn thay đổi cái tháng Tháng 5 chẳng hạn như vậy, ngày 5 tháng 5 Nó cũng sẽ chuyển thành ngày 5 tháng 5 2020 Như vậy chúng ta sẽ tùy chọn cái biểu đồ Rất rất là dễ dàng ở đây Rồi Ở dưới đây thì cái khung thời gian về uh, Về cái dữ liệu cái đường trung bình, giả sử thay vì cái đường 20ma các bạn có thể chọn là đường 30 ma các bạn sẽ thấy dữ liệu nó thay đổi nè rồi thay vì đường 50 đó mình chuyển thành đường giả dạ sử là đường 100 các bạn sẽ thấy là để ý cái đường màu xanh đây các bạn các bạn thấy giá trị nó sẽ thay đổi rồi ở đây thay vì đường 100 mình sẽ chuyển thành đường 150 chẳng hạn như vậy các bạn có thể dùng chuột kéo đến đường là 150 hoặc là bấm vào đó xong đó chúng ta dùng cái dấu mũi tên để có thể tăng giảm cái cái, cái số lượng đó. đó các bạn có thể tùy chỉnh nó rất rất là hữu ích rất là rất là hay trên trực tiếp trên biểu đồ luôn và chúng ta không cần phải chỉnh cái số liệu trên cái cốt này của chúng ta chúng ta chỉ cần viết cốt một lần thôi và chúng ta sẽ dùng cái này để chúng ta có thể thực hiện việc plot cái interactive plot đây là mình nghĩ một cái phần mà rất là hay trong quá trình mà chúng ta visualize cái data cái dữ liệu của chúng ta Uh, hy vọng bài học này hữu ích uh, và mình khuyên rằng là các bạn nên thực hành nó uh, viết đoạn cốt này lại thực hành đầu tiên sẽ viết theo những gì mình viết ở đây sau đó các bạn sẽ thay thế cái dữ liệu rồi các bạn có thể áp dụng cho bất kỳ một function khác thay vì cho moving average các bạn có thể áp dụng cho uh, bất kỳ một cái, cái function nào các bạn muốn các bạn cứ thử thử đi rồi sau đó sẽ nhận ra vấn đề ok và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo